biết đăng ký các bạn nhận được 100 đô người ta các bạn. Mà con này là một cái sàn của thằng Hàn Quốc đứng top 3 thế giới. Con này nó sẽ cái sàn này nó để mình đăng ký và mình KYC để mua bán những cái đồng tiền ảo crypto nha các bạn. Kể cả anh Covid luôn các bạn. Rồi đầu tiên để tham gia các bạn bấm vào qua du lịch, bấm vào nút đăng ký nè. Thằng Gimi Yutano nó có giao dịch qua có 6 cái mã BTC, Bitcoin, ETH, Litecoin đồ. Còn cái sàn này thì giao dịch rất là nhiều các bạn. Rồi bạn list qua phần thưởng cho người tham gia màu 150.000 mới phần thưởng tặng cho 50 người nhận 20 nhận từ đâu 7 hết. Rồi các bạn list vào phần ba du lịch nha các bạn, chọn bấm nút đăng ký nha các bạn. Em tôi viết chào ta. Rồi mình hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Vui lòng. Rồi các bạn nhập địa chỉ email của mình vào đây nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Rồi các bạn nhập vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn lướt captcha nha các bạn. Xe đạp. Chết mẹ. Rồi các bạn sắp bấm tiếp theo nha các bạn. Trời này đèn giao thông 1 2 3 bạn bấm xác minh nha các bạn. Rồi gửi email. Con này nó các bạn có đồng tiền ảo, anh em kiếm tiền đồng tiền ảo trên mạng nó vào cái sàn này mà bán nha các bạn. Chơi nó sẽ mở giao dịch vào ngày 13 tháng 4 các bạn. Cho các bạn bán cái đồng tiền ảo về Việt Nam đồng nha các bạn. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn bán những cái đồng tiền ảo kiếm trên mạng về Việt Nam đồng sau các bạn. Giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký và KYC. Mình làm video không có cắt nên các bạn thông cảm nha các rồi các bạn vào ba du lịch coi là em mua biết nó gửi về cho mình một cái má này các bạn. Rồi các bạn verify nha, thông báo xác thực email tham gia thành viên email verify for sign up. Máy mình lót quá chậm mấy các bạn thông cảm các bạn. Mình ít có mấy cái sàn nên mấy cái sàn nặng nặng dung lượng quá. Mình thấy chơi cái sàn này nếu mà ra là ngon lành hơn ngon cái sàn phi giá hút của thằng phi hút cái xe khó quá. Các bạn vào mail mà verify nha các bạn. Rồi, các bạn nhập vào mật khẩu xác nhận mật khẩu nha các bạn. Mã giới thiệu thì mình có để dưới phần link mô tả các bạn ghi vào nha các bạn. Mã giới thiệu của mình á. Rồi các bạn bấm vào những cái điều khoản này nha các bạn.
bạn, các bạn ghi mật khẩu và mật mã giới thiệu rồi các bạn bấm nút đăng ký chấp nhận điều khoản nha các bạn, rồi bấm đăng ký nè. Rồi các bạn đăng nhập vào nha các bạn, các bạn bấm vào nút đăng nhập nè. Rồi các bạn ghi email và mật khẩu đăng nhập vào rồi nha các bạn. Rồi nhấp vào tôi không phải là người máy nữa. Cây cỏ này nữa. Xác minh chắc sai. Rồi các bạn đăng nhập nha các bạn. Rồi nó sẽ gửi bạn một cái mail và hộp thư của bạn, các bạn vào lấy mail mà ấy nha bạn. Vì cái sàn này bảo mật lắm. Dừng máy tợ bà nội chứ. Đu. Tự ở đứng máy kì chơi. Rồi email của mình làm website mã thông báo covid.com. Bùng mẹ. Rồi nó gửi cho bạn mã xác thực, các bạn bắt vào các bạn. Cái này đúng nè. Các bạn gửi về mail, các bạn vào mail mở mail lên rồi các bạn cơm đăng nhập vào các bạn. Nhập mã xác thực gửi về cho các bạn. Các bạn chờ lót chút nha các bạn. Và chó cái đơ quá ta. Rồi nha các bạn mình hướng dẫn các bạn cài xe nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch dưới đây nè. Các bạn bấm vào nút thành viên info nha các bạn. Các bạn cai xe level 4 mới nhận được thưởng đồ ai góp 100 đô của nó các bạn. Còn tên số điện thoại di động quốc gia luôn nè. Copy mã giới thiệu, code người giới thiệu của tôi. Các bạn copy cái link này mà giới thiệu cho bạn bè và người thân các bạn. Vui lòng nhập giới thiệu của tôi khi đăng ký thành viên. Rồi đầu tiên các bạn ghi số điện thoại di động của mình vào luôn. Các bạn vào cai xe hoàn thành xác thực cai xe nha các bạn. Mẹ nó cái này trên máy tải áp vậy được rồi. Trên web nó hơi đơn chút các bạn. Trung tâm xác thực. Này tải app về, tải app về cái xe mới mau nha các bạn. Rồi các bạn vào đây mà cái xe tới level 4 các bạn mới nhận được 100 đô nha các bạn. Mình hướng dẫn các bạn cái xe luôn. Các bạn nhắm vào xác thực KIC nạp tiền điện tử, các bạn bấm vào level 3 cái. Đầu tiên thì admit xong nè, xác thực cái xe. Hướng dẫn xác thực KC, xác thực OB, Việt Nam đồng. Con này nó level 4.
rút gì 5 đồng. Xác thực KYC chỉ được tiến trên ứng dụng. Xác thực KYC chỉ có thể được tiến dụng trên ứng dụng app Mobitop. Các bạn vào trang cá nhân tải cái ứng dụng về mà KYC nha các bạn. Vậy video mình kết thúc các bạn, để mình mọi thắc mắc gì các bạn không hiểu thì các bạn cứ để lại comment bên dưới nha các bạn. Rồi các bạn vào, các bạn nhấp vào đây mà ta vào trang cá nhân của nó nè. Rồi các bạn tải app cho Android và iOS nha các bạn. Con này nó để coi mua nhanh. Nó cho niêm yết mấy đồng mấy ta. Thành sắp bán. Việt Nam đồng lượng mua thêm. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới. Các bạn tải app về mà KYC, các bạn nhắm vào một account nha các bạn. Bạn KYC nha các bạn. Video sau mình hướng dẫn các bạn KYC nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.